nhầm rồi, các anh đấy. Tôi là xe em đăng lưu thông trên đường đúng không? Đây cái chấp hành còn anh em kiểm tra giấy tờ sau đó có vấn đề gì đấy anh em sẽ thông báo ngay sau. Không phải là thông báo luôn thì bọn cho em. Bây giờ hiện tại anh em thấy cái hiện tượng này là có khả năng bây giờ anh em bây giờ phải kiểm tra lại cái giấy tờ xem là cái chiều cao. Tôi chiều cao cơ sở của xe này. Xin lỗi là em đang đi trên. Là bây giờ là cái xe của anh hiện tại giờ là như này đúng không? Chiều cao thành của đến đây rồi. Anh em thấy như này, anh em muốn kiểm tra giấy tờ, kiểm tra để xem là cái chiều cao của cơ sở của xe là bao nhiêu. Sau đó chúng ta mới được. Có lỗi không có lỗi bắt đầu mới nhắc nhở nhau và làm việc. Nhưng bao không phải chúng tôi lên tập đoàn. Mà anh nói thế đấy là không phải bởi từ đất không, từ đất lên đến đây là bao nhiêu mét là có. Rồi kiếm ai cái chỗ kiểm tra giấy tờ đấy, nếu mà có vấn đề gì thì anh em mình. Vấn đề gì ạ? À? Đây vấn đề nếu có vấn đề gì chúng ta mới tiến hành làm việc. Đây của em không có vấn đề gì cả. Thế sao anh lại kiểm tra của em như nào? Anh nghe để anh hiểu này. Tôi chả có vấn đề gì cả. Xe của anh đang vi phạm. Vi phạm gì ạ? Tôi thấy bây giờ cái chiều cao này đúng không? Anh bảo là cao nhưng mà cái xe của anh tôi không biết là như thế nào cả. Thế thì bây giờ đồng chí phải cho tôi biết là điều gì khoản gì và như nào vi phạm như nào. Thông báo đây như này nhá. Đồng chí tôi ấy thông báo đây cho xảy ra cái tờ. Tôi yêu cầu anh. Tờ bình thường không? Anh chứng minh xuất chứng. Tôi giấy tờ tôi đầy đủ rồi đấy thì anh xuất trình đầy đủ giấy tờ, xuất trình đầy đủ kiểm tra để kiểm tra xem chiều cao nếu mà anh một cái xe mà như thế này như là đó, cái đấy là đồng chí phải dựa trên cơ sở còn khác. Đồng chí phải biết là cái xe của tôi là 1,25 tấn và chiều thẳng cao thành bao nhiêu và được phép chở như thế nào. Không quá khổ, như này thì nói thẳng anh là không quá cái gì cả, nó quá nó phải lên trên này. Đây nói với anh đây là không phải là quá bây giờ vấn đề là anh em thấy là cao hơn bình thường. Đây em muốn kiểm tra xe, thế thôi. Không muốn cái này thì chỉ có kiểm tra thôi. Anh em phải cho kiểm tra cái kiểm định để xem cái kiểm định là nó chiều cao hàng hóa bao nhiêu. Kiểm định tất cả các xe đều giống nhau, 1,25 của tôi không đóng thùng. Đấy, anh tất cả không đấy. Đồng chí phải dựa trên cơ sở đồng chí nào. Xin lỗi là còn anh phải cho em xem cái lỗi trước để em đấy như thế bây giờ. Tôi nói với anh như này, bây giờ là xe mình như thế này đúng không? Hiện tại anh có thể nhìn ngang thấy xe đã cao hơn rồi đúng không? Cao. Tôi không biết là cái xe này là chiều cao cơ sở của xe của em. Xe mà xe đã cải tiến này hay như nào chưa này? Cải tạo chưa? Tôi muốn kiểm tra. Xin lỗi anh là xe của em không cải tạo cả mà cái này cũng không có gì là quá. Đấy là anh nói là không cải tạo mà không phải nói em đây cũng không phải là nói là kiểm tra thì lập biên bản đối với anh. Tôi đang nói là bây giờ xe như thế thì em cho giấy tờ. Xe của em đang lưu thông mà anh phải cho em xem cái lỗi trước thì em cho anh kiểm tra giấy tờ. Anh em đang giải thích với anh rồi đúng không? Không, cái này của em không phải là lỗi. Nói thẳng anh đây cái thùng của em như thế này, nó chở như thế này thì có gì gọi là lỗi hả anh? Đây anh nhìn đây. Không, cái này đồng chí phải lương do là gì tôi mới cho kiểm tra được. Em nói đến giấy tờ anh tôi rất là anh em. Nhưng mà nó phải như thế nào? Đấy, nhưng mà anh vẫn đang quay tôi thì đấy là vấn đề gì cả. Đấy, tôi sẽ cho đồng chí kiểm tra giấy tờ nhưng mà đồng chí dựa vào cơ sở gì? Ví dụ là cơ sở chiều cao của cái xe này là như nào? Đúng rồi, tôi chỉ kiểm tra xem là nó cao như nào thế thôi. Xong xuôi tôi gửi đồng chí. Nếu như này, nói với anh này nếu như anh không vi phạm, tôi gửi giấy tờ mời anh đi. Vâng. Được chưa? Anh em ngồi đây cho nó lắng. Đấy đúng không? Còn nếu mà có vi phạm thì chúng ta bắt đầu đi về. Ví dụ là chiều cao cơ sở tôi như nào được phép? Tôi đọc qua cái đăng kiểm của xe rồi, chiều cao của tôi là từ đất trên này là anh ơi, nó được tính đến là thành xe anh ạ. Thành xe to như này. Bởi vì như này nó là tính bắt đầu từ bao đầu thành xe của tôi bao nhiêu. Thì tôi vào cái xem thì bây giờ đi hiện tại là anh em chưa rõ là như này là có quá hay không thì anh em đang thấy là có vì hiện tại giờ anh nhìn đây. Đến đây, không, bây giờ quá. Quá này thì lấy chung của anh là anh hơi nhầm. Với cái không của em. Thôi. Chúng ta nhầm hay không thì anh em muốn kiểm tra. Bây giờ anh nói là bây giờ muốn kiểm tra cái đăng ký chứ không phải là. Không, cái đấy kiểm tra thì vậy. Bọn em là cũng muốn. Theo em là tất cả các anh đang đăng kiểm của em 1,25 phiên bản của em thì nó là như thế. Rồi. Các đồng chí là tự tìm hiểu đi. Rồi đấy là đồng chí tự tìm hiểu thôi. Và xe như thế này, đây để em cho này, tí em xem là các bác xem như thế này mà các bác bảo là chở quá khổ thì em cũng không hiểu là như thế nào, gọi là quá. Chở quá khổ anh nhá. Không, cái này của anh là đang thấy là nó có khả năng là sẽ chở quá chiều cao thì đang yêu. Không, chiều cao thế này lại là nói chính xác nhá. Mình không nói là quá khổ, không quá tải, mình nói là nó tôi bây giờ không quá khổ quá tải thì thôi, tôi đi thôi. Vâng, đúng rồi. Bây giờ là anh em bây giờ là như này. Em thấy có vi phạm. Không biết là có vi phạm hay chính xác không mình muốn được kiểm tra cái đăng ký của anh để xem chiều cao. Nếu không vấn đề gì mà anh đi không đăng ký là không có đăng ký có anh ấy trong đăng ký có chiều cao. Đấy là chiều cao xe, chứ còn chiều cao cho chở hàng thì nó phải lên đất trên này. Đấy, anh em phải kiểm tra như này. Anh em kiểm tra đã, thế thôi. Kiểm tra thì anh phải cho em xin cái lỗi trước như thế nào để em nói đây, tôi nói cái này của em không phải là lỗi anh ạ. Cái này của anh. Đây là anh nói không phải lỗi như thế. Chúng tôi đang nói là bây giờ chúng tôi đang nghi có lỗi, chúng tôi kiểm tra. Đang nghi có lỗi nhưng tôi không khẳng định là anh vi phạm. Đồng chí anh cũng anh nghe nhé, chúng tôi không khẳng định là anh vi phạm. Chúng tôi nói là bây giờ hiện tại chúng tôi thấy như thế, chúng tôi muốn được kiểm tra. Vâng, thì anh thì mời các anh chấp hành là anh cho kiểm tra giấy tờ. Anh cho em kiểm tra hàng của em trước, anh khẳng định đây có phải là lỗi không, nếu còn đâu giấy tờ của em thì là chuẩn rồi. Anh nghe một chút. Vâng. Tôi nói là bây giờ là
không khẳng định là có lỗi không. Tôi là tôi thấy là nghi là có vi phạm. Không, còn tôi thì theo pháp luật là có khi vi phạm thì bọn tôi sẽ cho các anh kiểm tra xem. Đấy đấy thì có bây giờ đồng chí bảo chắc chắn là có vi phạm. Không, bây giờ anh bây giờ anh khẳng định cho em là có đồng chí chưa khẳng định thì tôi chưa thể cho đồng chí. Bây giờ anh khẳng định cho em là cái đây là chắc chắn. Kiểm tra cái lỗi xe của em trước. Còn cái giấy tờ, lỗi giấy tờ là lỗi giấy tờ của việc giấy tờ, còn cái lỗi xe của em hả? Không có vấn đề gì không? Chỉ cho báo xem là trên giấy tờ là như thế nào. Đúng không? Anh cho kiểm tra bây giờ hóa đơn hàng hóa mình muốn kiểm tra như thế. Đúng không? Xe có vi phạm không? Ông là người có chức năng kiểm tra hàng hóa, ông là giao thông, ông kiểm tra xe làm sao? Xin lỗi chú nhá. Xe chở hàng có giấy tờ hay không thì em vẫn kiểm tra bình thường. Không được phép kiểm tra hàng hóa, ông ta đây ông anh chỉ là chỉ là giao thông, anh kiểm tra xe có vi phạm giao thông không thôi. Còn xe của em như này, xe của em như này thì không có chuyện gì là quá khổ cả. Không có lỗi gì bắt người ta cả. Người ta có lỗi gì? Không có thành, không có cao, không phải đâu. Chứ nó có thành, không có làm được. Tôi chấp hành đầy đủ giấy tờ, nếu mà đồng chí có thể không nói đến nữa, người dân thì đã ủng hộ. Tôi mời anh đi. Không phải làm đúng với tôi, nhưng mà công an bắt người là một